Chỉ có thể bị động phòng ngự, lại không thể công kích. Thao thiết thần nghiêu tổng số ngàn tiến đến từ tinh la thành hồn sư đã hoàn toàn thành bia ngắm. Lấy Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Đoàn cầm đầu, Hồ Quang chi thủ năm mũi hồn đạo sư đoàn này nhanh chóng vây kín tới, triển khai toàn lực ứng phó công kích. Ở trên mặt đất đang tài vọt tới trước hồn đạo sư này, cũng nhanh chóng cấu trúc hồn đạo trận đĩa, lấy hồn đạo trận đĩa trong cường đại công kích về phía không trung của Thao thiết thần nghiêu phát động. Mà Thao thiết thần nghiêu trên người các hồn sư chỉ có thể bằng vào riêng phần của mình năng lực đi bị động ngăn cản từ bên ngoài đến công kích, nhưng công kích nào đánh trả, ở trong lúc nhất thời đã ở vào cực kỳ bất lợi địa vị. Cái này hay là bởi vì liên động công kích hồn đạo khí ngăn chặn không cách nào sử dụng dưới tình huống. Bằng không mà nói, cái này mấy mươi hồn đạo sư đoán đều sử dụng liên động công kích, chỉ sợ đã mang cho bọn hắn thương vong to lớn rồi. Bạch Hồ công tước lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, cái này lồng ánh sáng màu bạc chưa bao giờ ra hiện quá ở trên chiến trường. Át chủ bài không chỉ là Tinh La đế quốc có, Nhật Nguyệt đế quốc cũng tưởng tự có, mấy ngàn năm hồn đạo khoa học kỹ thuật này lội tính, ở phía sau hoàn toàn phát tán ra. Huyền lão lấy sức của một mình, không có khả năng hội tụ sở hữu người, một ít tu vi hơn thấp hồn sư đã bắt đầu vẫn lạc. Cục diện như vậy, Huyền lão cũng là lần đầu tiên đối mặt, ở trong tiếng giống giận dữ, toàn thân hoàng sắc quang mang tiến hành trở lên càng ngày càng cường thịnh. Ở khác người xem ra cái kia chính là một lồng ánh sáng màu bạc, nhưng thân là cực hạn đấu la, Trinh Ngắn cũng hiểu được. Cái lồng ánh sáng màu bạc ấy ở bên trong căn bản cũng không phải là cái gì mượn ánh trăng lực lượng, mà là mượn không gian trì lực. Chính mình cùng với các hồn sư công kích, tuyệt đại đa số đều bị cỡ nhập ở trong không gian. Bằng không mà nói, nhiều người như vậy công kích, đừng nói là thập cấp hồn đạo khí, coi như là 12 cấp hồn đạo khí đi cũng không thể nào có thể ngăn cản được. Không gian chi lực sao? Huyền lão lúc này hét một tiếng, một đôi sừng châu dần dần biến thành màu bạc, ở trên đỉnh đầu của hắn thiên không, một đoàn màu bạc cường quang dần dần nổi lên. Tại đây, đoàn màu bạc cường quang này trùng quanh, còn mơ hồ có một vòng hắc sắc quang chóng mặt, cái kia rõ ràng là bị xé nứt không gian. Khổng Đức Minh thấy như một màn như vậy, ở trong nội tâm thầm thầm một tiếng, hắn đúng là vẫn còn phát hiện ra được sớm, thật sự là đáng tiếc, nếu như lúc này đấy không phải là có năng lực đủ nắm giữa không gian chi lực cực hạn đấu la. Bằng vào mình ngân nguyệt thần quang cháo là có thể khiến cho cái hồn sư này một bực bị cắn trụm chí tử. Khổng lão lúc này vùng tay lên, không trung mơ hồ là hào quang tỏa sáng, lồng ánh sáng màu bạc tại huyền lão trước khi mà phát động công kích, lặng yên tản mát ra, nhưng mà từ bên ngoài đến công kích nhưng vẫn đều là không có đình chỉ qua. Khổng lão vốn là cũng không có nghĩ tới muốn bằng mượn mình nhân ngân nguyệt thần quang cháo này, một mừng vây khốn mọi người, hắn chỉ cần lại để cho trước mặt vây công xu thế hình thành như vậy đủ rồi. Từng đạo công quang bỗng nhiên theo thảo thiết thần nghiêu ở trên người tóe phát ra, kéo dài tiếng sồng ngầm ở bên trong, một cái hoàng kim cự long phóng lên trên trời, vô số lệ quang lạnh lạnh như ngục bỗng nhiên tách ra, khiến cho gần đây một mảnh Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Đoàn thành viên không thể nào không từng cái khởi động ra vòng phòng hộ, công kích dừng một chút. Quang Minh Thánh Long chân thân, đây là bối bối. Vô số mai rùa lúc này mở ra, ở trên không trung hóa thân thành to lớn tấm chắn, chặn chính diện mảnh lớn công kích, còn có vô số hào quang bị bắn ngược mà bay về, mai rùa biểu hiện ra, kim ánh sáng lóng lánh, một con đại xà xoay quanh trên đó, trong mắt màu đỏ nhìn chăm chú vào trước mặt địch nhân, phảng phất muốn nhắm người mà phệ tự như vậy. Vĩnh Hằng Chi Ngự Huyền Vũ Thuẫn, đây là Tử Tam Thạch. Từng đoàn hào quang nghênh không bão mở, thần sắc vô cùng là đem đường kính ở trong phạm vi chạm thước các loại công kích toàn bộ chặn đường. Cái kia là một đoàn thân đều biến mất tại trọng giáp. Giáp năng ở bên trong nam tử này, trên người tất cả đều là các loại hồn đạo pháo cùng với hồn đạo xạo tuyến phộng pháo. Từng đạo hủy diệt xạo tuyến này điên cuồng hướng ra phía bên ngoài đổ xuống mà ra, ngăn cản số lớn công kích. Chính là hủy diệt chi thần Hòa Thái Đầu. Một cái màu hồng phấn đại xà trên không trung triển khai thân hình, màu vàng nhạt vầng sáng hướng ra phía bên ngoài khởi động, đem một mảnh tu vi yếu kém hồn sư thủ hộ ở trong đó. Chính là vô địch kim thân, dĩ chuyển cần mãng thi triển ra mà ra, đây là phòng mà nhú thỏ, răng nam nam. Trầm thâm tiếng tiêu vang vọng lên ở không trung, chín chim phượng hoàng đã bay lên trên trời, nó trên người đúng đều là lóe ra bất đồng nhan sắc, công kích rơi vào nó trên người cũng đều là tự nhiên mà vậy xuyên việt mà qua. Nhưng chúng nó những lời đi qua, các loại công kích tự nhiên mà vậy trạch hướng vốn là quy tích. Tiêu đỉnh song tuyệt, tiêu đỉnh đấu la, kiểu phượng lai nghi tiêu, tiêu tiêu.
12 cánh triển khai, đại thiên sứ hàng lâm, từng tầng một quang mang từ trên trời sáng xuống, rơi vào mỗi một gã hồn sư ở trên người, đều cho bọn hắn đã mang đến một tầng màu vàng thủ hộ chi ngực. Thiên sứ đấu la, Diệp Cốt Y. Màu hồng phấn cự long ở trên không trung triển khai thân hình, từng tầng một vầng hồng phấn vầng sáng từ trên người nó khuếch tán đi ra. Công kinh cùng với cái này màu hồng phấn vầng sáng tiếp xúc đến đều sẽ tự nhiên mà vậy chịu mất đi. Chính là Yên Chi Lòng Chân Thân, Yên Chi Đấu La, Nam Thu Thu. Một đạo kim thiên kiếm quang xoay lên, 100 mét lưỡi dao khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Đại nhân xanh nhật nguyệt hoàng sa hồn đạo sư đoàn hồn đạo sư tại trong kiếm quang giết chết đi, chính là kiếm sĩ đấu la, thẩm lý và phán quyết Quý Tuyệt Trần. Đúng vậy, bọn họ đến từ đường môn. Đúng là đường môn trước mắt này có 8 vị phong hào đấu la, thời gian 3 năm qua, lương tựa theo lúc trước linh đan cùng với bọn họ khắc khổ cố gắng, bọn hắn cũng đã là phong hào đấu la các mặt cường giả, mỗi người đều có được chính mình thực lực cường đại. Lúc này thì bọn hắn đã hoàn toàn chống lên trên đường môn, cùng chống lại cùng với Sử Lai Khắc một đời tuổi trẻ. Nhưng tiếc rằng đường trong cửa, cửu đại nhất hai người lại không có tại đây. Bằng không mà nói, thập đại đấu là thể tố, đó mới là đường môn chân chính trung cực chiến lực. Ngoại trừ đường môn 8 vị phong hào đấu la bên ngoài, đến từ chính Sử Lai Khắc học viện cùng với Tinh La Đế Quốc, Đấu Linh Đế Quốc, Thiên Hồn Đế Quốc các phong hào đấu la cũng là cùng thi triển khả năng, riêng phần của mình phóng xuất ra chính mình cường đại năng lực, theo thao thiết thần nhiều ở trên lưng, giống như là thiên nữ tán hoa giống như hướng ra phía bên ngoài bắn ra. Lần lượt từng bóng người ở trên không trung huyễn hóa ra huyễn quang lệ hóa, chẳng những quay trở lại lực lượng công kích, cùng hướng phía những thứ kia hồn đạo sư này phốc qua đi. Hồn đạo sư ưu thế lớn nhất chính là liên động công kích, sau khi là tự là khoảng cách, chỉ là rút ngắn khoảng cách, chân chính hồn đạo sư cường giả là tuyệt đối không e ngại hồn đạo sư đấy. Nhưng mà khoảng cách cũng không phải là tốt như vậy gần hơn đấy, cho dù là có phong hào đấu la cấp bậc cường giả trùng ở phía trước, các hồn sư như cũ cũng không ngừng có người vẫn lạc. Đi theo huyền lão xuất chiến cái này có 4.000 người, tất cả đều là hồn sư ở bên trong tinh nhuệ chỗ này, tối thiểu nhất cũng là ngũ hoàn đã ngoài tù vi, thất hoàn phía dưới người, tất cả đều là lương tựa theo phi hành hồn đạo khí tiến hành phi hành. Thất hoàn đã ngoài 11 bộ phận cũng là như vậy, chỉ có những thứ kia am hiểu nhất phi hành đấy mới bằng vào năng lực của chính mình lơ lửng ở giữa không trung. Dưới loại tình huống này, chỉ là tử không trung vẫn lạc, đây cũng là ý nghĩ chết. Ở trên bầu trời lúc này chiến đấu, trong nháy mắt liền tiến vào trong gay cấn trạng thái. Tinh La Thành phương hướng ra các thần nỏ pháo điên cuồng gieo hò, từng đạo cường quang không ngừng bắn mà ra. Đồng thời thì Tinh La Thành phương diện, chính diện ba tòa cửa thành đồng thời mở ra. Ở trên tường thành, nguyên một đám thân ảnh khổng lồ cũng theo đó xuất hiện. Bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất nương tựa theo chính mình từng chiếc trường chân hướng ra phía bên ngoài leo mà ra. Đúng là Sử Lai Khắc thành pháo đài hồn đạo sư đoàn. Trải qua những năm này tăng cường, pháo đài hồn đạo sư đoàn sức chiến đấu so với trước kia cũng đã có bay vọt về chất. Bất kỳ một cái nào toàn bộ địa hình tự đi pháo đài này, sức chiến đấu đều có thể so sánh với 7 cấp hồn đạo khí. Hơn nữa, nội bộ 3 các hồn đạo sư tiến hành kiểm điểm. Hiện tại, toàn bộ pháo đài hồn đạo sư đoàn tổng cộng có được 500, cũng là toàn bộ địa hình tự quả pháo đài. Phối hợp từ trên đầu thành hỏa lực, bọn hắn là mã lực toàn bộ triển khai, thẳng đến đối diện với đằng tại cơ cấu hồn đạo trận địa phóng đi. Nhiệm vụ của bọn hắn tự là xé nát những hồn đạo trận địa, cần phải không thể nào để cho chúng thành hình. Bằng không mà nói, một khi hồn đạo trận địa hoàn thành, như vậy, đối với ở trên bầu trời đang tại chiến đấu hồn sư này, thậm chí là cả Tinh La Thành mà nói, đều muốn là có chính chất hủy diệt tài lán. Không chỉ là pháo đài hồn đạo sư đoàn xuất động, đường môn hồn đạo sư đoàn cũng theo đó xúc động. 300 đạo thân ánh theo đầu tường bay lên trên trời, bọn hắn sở dĩ không có ngang đầu tiên động thủ, liền là bởi vì bọn hắn là hiện nay đang có đoàn trong đội sức chiến đấu nhất mạnh. Thời gian 3 năm đánh bóng, đường môn hồn đạo sư đoàn đích là cá nhân thực lực chiến đấu đều đã có tăng lên cực kỳ lớn. Đường môn tất cả yếu tố nhất hồn đạo khí, tất cả đều lắp ráp tại trên ngực của bọn họ. Có thể nói, đường môn hồn đạo sư đoàn đơn thể sức chiến đấu chính là Tinh La Đế Quốc bên này, duy nhất có thể cùng với Nhật Nguyệt Đế Quốc hộ quốc chi thủ ngũ đại hồn đạo sư đoàn dính ngang. Đương nhiên thì cái này chỉ là thú vương cấp hồn đạo sư đoàn, cùng với Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn so sánh với nhiều trước là có chênh lệch cực kỳ lớn. Binh lính bình thường ở trên chiến trường đã không có thể tạo dựng được tác dụng gì. Nhật Nguyệt Đế Quốc bên này, bọn hắn chỉ là phụ trợ hồn đạo trận địa đấy, mà Tinh La Thành bên này thì là phụ trách vận chuyển vật liệu.
Ai cũng biết trận này hồn đạo sứ cùng với hồn sư ở giữa chiến đấu mới được là quyết định cả cuộc chiến tranh xu thế là tối trọng yếu nhất. Mặt khác hết thấy đều không trọng yếu. Bạch Hổ công thức không ngừng tiến hành chỉ huy. Ở trên đầu thành, các loại hồn đạo khí đã đều đang trình độ lớn nhất hướng ra phía bên ngoài khuynh tả hỏa lực. Tinh La Thành mặt khác ba phương hướng chiến đấu cũng đều đã bắt đầu. Nhưng ở phía sau, Bạch Hổ công thức căn bản là chẳng quan tâm đối với cái kia ba phương hướng chỉ huy. Chính diện chiến trường này mới là trọng yếu nhất. Cái kia ba phương hướng phân phối đấy chỉ có một định tràng quấy nhiễu bắn ra cùng với liên động phòng ngự vòng bảo hộ. Chính diện chiến trường vì cam đoan để cho địch nhân xung không xuất ra liên động hồn đạo khí, quấy nhiễu bắn ra đầu nhập số lượng rất nhiều, cho nên Tinh La Thành bên này mình cũng đồng dạng dùng không xuất ra liên động hồn đạo khí. Mặt các ba phương hướng liên động công kích cũng không đủ nhân thủ, nhưng phát động liên động phòng ngự tạm thời vẫn có thể ổn định lại cục diện đấy. Bạch Hổ công tướng đang đánh cuộc, hắn cũng không khỏi là không đánh bạc. Ở trên tay át chủ bài quá ít, chỉ có lựa chọn đem tất cả đầu tiền đặt cược đều là áp ở chính diện trên chiến trường mới có đạt được thắng lợi cuối cùng nhất khả năng. Ở trên chiến trường này, cục diện thập phần thảm thiết. Quốc Tư ở hậu phương nhìn xem, nàng đương nhiên biết rõ người nào là tới từ xử lấy các học viện cùng với đường môn đấy. Ở trong nội tâm của nàng cũng đã là suýt xóa. Chỉ có nàng mới biết được, còn có hai người không có ra hiện ở trên chiến trường, mà bọn hắn đang làm nhiễu bắn ra hồn tồn tại xuống, đã có cái biến chiến cuộc khả năng này rồi. Nàng cũng không cho rằng thời gian 3 năm đều chưa từng xuất hiện ra hai người kia sẽ xuất hiện ra vào lúc này, nhưng mà nàng rất sợ, sợ tương lai hai người kia sẽ xuất hiện. Nếu như đường môn cùng với xử lấy các học viện các cường giả vẫn lạc tại trận chiến trước mặt này ở bên trong, như vậy tử thủ sẽ kết thúc, liền không có chút những khả năng khác rồi. Có từ trong lòng xoắn xuýt, tại thống khổ gần đây quả quyết nàng, ở phía sau vậy mà có chút hạ bất định quyết tâm. Nguyên soái hạ mệnh lệnh đi.